Angela Baby đón sinh nhật tồi tệ sau ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Sinh nhật đầu tiên của sau khi ly hôn thực sự tồi tệ hơn nhiều so với những lần tổ chức sinh nhật những năm trước còn Huỳnh Hiểu Minh. Cách đây một tháng, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh chính thức tuyên bố ly hôn. Một tháng sau, em bé đón sinh nhật tuổi 33. Vào ngày 28 tháng 2, cũng là sinh nhật lần thứ 33 của Angela Baby, cũng đã khác so với trước. Nếu nhiều năm trước, sinh nhật của Angela Baby thật sự hoành tráng cùng với những món quà khủng từ ông xã Huỳnh Hiểu Minh, thì năm nay chỉ có 3 người bạn thân trong ngành giải trí gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên như Dương Mịch, Geny và MC Trương Đại Đại. Ngoài những người bạn thân năm nào cũng chúc mừng, thì năm nay không còn một ai chúc phúc cho cô. Nhìn lại những dịp sinh nhật hoành tráng của Angela Baby trong những năm qua, sinh nhật năm nay có vẻ đặc biệt vắng vẻ và đơn điệu. Huỳnh Hiểu Minh vốn là người rất thích phô trương, có thể thấy qua đám cưới thế kỷ giữa anh và vợ cũ. Vì vậy, khi anh ấy và Angela Baby ở bên nhau, anh ấy rất chú ý để làm ra những chiêu trò và cách thể hiện sự mới mẻ độc đáo cho bữa tiệc sinh nhật của nhau. Ngày 28 tháng 2 năm 2014 là sinh nhật lần thứ 25 của Angela Baby và đây là lần đầu tiên cô và Huỳnh Hiểu Minh tổ chức lễ kỷ niệm công khai. Họ đang trong thời kỳ trăng mật yêu đương và bị paparazzi chụp được cảnh hẹn hò tại một cửa hàng thực phẩm Nhật Bản ở Hồng Kông để mở tiệc ăn mừng. Ngoài ra còn có những nam thần mỹ nhân khác đi cùng. Trước sinh nhật, Huỳnh Hiểu Minh đã tặng món quà mà anh chuẩn bị trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè. Đó là một chiếc xe thể thao hạng sang, khiến Angela Baby tỏ ra bất ngờ trước siêu xe giá trị này. Sau bữa tối, rất nhiều phương tiện truyền thông đã tập trung bên ngoài nhà hàng từ sớm để đưa tin về tình hình sinh nhật của Angela Baby. Khung cảnh được ví như sàn catwalk trên thảm đỏ. Giữa dòng người đông đúc, Huỳnh Hiểu Minh vẫn nắm chặt tay Angela Baby, còn cô thì cúi đầu cười ngọt ngào. Có thể thấy cô nàng đã có một ngày sinh nhật vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Năm 2015, khi Angela Baby 26 tuổi, lúc này họ đã xác nhận mối quan hệ của mình và chuẩn bị bước vào hôn nhân. Huỳnh Hiểu Minh rất chăm chút cho sinh nhật của Angela Baby, tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật và trang trí khung cảnh màu hồng ngọt ngào. Angela Baby đội vương miện sánh đuôi cùng Huỳnh Hiểu Minh như một nàng công chúa được yêu thương chiều chuộng. Năm 2016, vào sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn, sinh nhật của Angela Baby cũng được nâng cấp lên với 3 bữa tiệc sinh nhật. Hai trong số đó là buổi tụ tập cosplay với bạn bè. Tất cả những người có mặt đều là bạn bè trong giới và là giới phú nhị đại của showbiz. Sau khi tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, Angela Baby còn tổ chức tiệc sinh nhật cùng người hâm mộ. Năm 2017, khi Angela Baby tròn 28 tuổi, cũng là sinh nhật đầu tiên của cô sau khi kết hôn và sinh con, Huỳnh Hiểu Minh đã tổ chức tiệc sinh nhật và sắp xếp mọi thứ trong ngôi nhà kính từ rất sớm. Bữa tiệc sinh nhật đương nhiên có khách mời đi cùng và Huỳnh Hiểu Minh thậm chí còn mời những người có máu mặt trong giới giải trí như Hướng Hoa Cường và Tần Lam đến tham dự. Nói rằng đó là một lễ kỷ niệm sinh nhật cũng có thể là mở đường cho để kéo tài nguyên cho Angela Baby. Năm 2018, lúc này là sinh nhật 29 tuổi của Angela Baby, cô đã đến tuần lễ thời trang Paris để xem chương trình. Cứ tưởng sinh nhật lần này của cô ấy sẽ kín đáo hơn một chút, nhưng không ngờ Huỳnh Hiểu Minh đã vượt ngàn dặm khăn gói đến Paris và đích thân tổ chức sinh nhật cho Angela Baby tại Paris. Trong bữa tiệc sinh nhật, những người đến chúc mừng sinh nhật Angela Baby đều là những người nổi tiếng về thời trang. Thomas cũng ngồi trong phòng, đặc biệt chiếc nhẫn kim cương siêu to siêu khổng lồ mà Huỳnh Hiểu Minh tặng cho cô gây chú ý. Mặc dù sinh nhật của Angela Baby được tổ chức ở nước ngoài, nhưng trên trang Weibo cá nhân của nữ nghệ sĩ cũng rất sôi nổi khi ngắm bạn thân Dương Mịch, Geny, Trương Đại Đại gửi lời chúc phúc. Ngoài ra, Trần Hách, Lý Thần, Vương Tổ Lam, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có mặt đông đủ gửi lời chúc phúc đến cô. Năm 2019, dù đã bước qua ngưỡng 30 tuổi, nhưng Angela Baby vẫn đầy ắp những trái tim thiếu nữ. Vào ngày sinh nhật của cô, Huỳnh Hiểu Minh đã đưa con trai tiểu bọt biển đến gửi lời chúc phúc. Hai cha con đã cùng nhau vẽ tranh cho Angela Baby trong bức tranh trông như một công chúa đội vương miện và hoa. Khi đó, Angela Baby còn đang làm việc ở Paris, không có cách nào để ăn mừng. Nhưng sau khi về nước, cô đã ngay lập tức tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sang trọng, đội một chiếc vương miện kim cương nhỏ hóa trang thành công chúa Elsa. Cho đến năm 2020, dù Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby có tin đồn ly thân, nhưng sinh nhật của cô thực sự bắt đầu vắng vẻ từ đây. Ngày Angela Baby tròn 31 tuổi, Huỳnh Hiểu Minh từ sáng sớm đã gửi lời chúc phúc mà không còn buổi tiệc hoành tráng nào nữa. Và năm sinh nhật lần thứ 31, Huỳnh Hiểu Minh cũng đăng bài chúc mừng, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ vẻ hào hoa sôi nổi đến hoang vắng và giản dị, sinh nhật của Angela Baby có thể cho mọi người thấy được sự hào nhoáng. Sau khi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh ở bên nhau, họ thực sự được hưởng lợi rất nhiều và họ đã cải thiện hơn một bậc về tài nguyên và danh tiếng. Bây giờ, khi Angela Baby đã rời khỏi Huỳnh Hiểu Minh, sinh nhật cũng không giống như trước. Sinh nhật này có thể nhìn thấy các mối liên hệ và tài nguyên của cô ấy hiện tại ra sao. Dường như sự nổi tiếng và sự phô trương của người khác là giả dối. Angela Baby chỉ có thể dựa vào bản thân mình để làm việc chăm chỉ và thể hiện kết quả công việc của mình. Như vậy mới có thể thực sự đứng trong vòng tròn giải trí đầy phức tạp này.